trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa ấn độ tại cuộc tiếp bộ trưởng ngoại giao ấn độ đến chào chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng ấn độ về những thành tiệu đối ngoại đánh giá cao vai trò của bộ ngoại giao hai nước trong việc tăng cường quan hệ song phương đề nghị bộ ngoại giao ấn độ thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước duy trì các cơ chế hợp tác song phương đôn đốc các bộ ngành phối hợp ký kết triển khai hiệu quả các văn kiện đã ký cũng như các thỏa thuận cấp cao bộ trưởng ngoại giao cho biết ấn độ rất trông đợi và hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa ấn độ của chủ tịch nước trần đại quang coi đây là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và cam kết sẽ cùng bộ ngoại giao việt nam thúc đẩy quan hệ song phương